Keegan là một cậu bé sống cùng với ông bà. Từ nhỏ cậu chưa từng biết bố mẹ mình là ai, ông của cậu làm việc ở ngọn hải đăng cuối dòng sông. Ngọn hải đăng này được dùng để đuổi cái ác từ thế giới ngoài kia, đặc biệt là gã thợ săn. Nếu như không có ánh sáng từ ngọn hải đăng này, chúng sẽ vượt qua dòng sông để săn nai thần, những chú nai có bộ gạc kỳ diệu, lồng lộn. Những chiếc gạc nai này giúp cho dòng sông duy trì được dòng chảy, nếu như mất nó thì sự sống cũng sẽ bị đe dọa. Mỗi ngày ngọn hải đăng vẫn phát sáng lung linh, dòng sông hiền hòa chảy, chim tha hồ bay. Ở thị trấn, Keegan rất được mọi người yêu mến, cậu đi đến đâu đều chào hỏi mọi người. Dạo một vòng phố xong, cậu quay về ngọn hải đăng với ông bà. Hôm nay cậu về hơi muộn, bà nội hỏi thì thanh niên lại nói tại vì bị kẹt xe thôi, bà cậu lại biết thừa nhóc con đi chơi không nhận. Bà còn ví cậu y như ông nội cổ hủ trên đó, Chúa không bao giờ nhận sai. Ông nội câm nín chẳng biết làm gì nên nhảy một bài cho không khí bớt nặng. Bà nội bất lực lắm bên về nhà nấu bữa tối cho hai ông cháu. Khi gừng chạy lên chỗ ông đem quả đĩa mình mới tậu ra, để ông nhảy một điệu cha cha cha. Hai ông cháu học anh bảnh múa vài đường, mà lỡ nhảy hăng quá làm cái lưng ông nội biểu tình, nên ông phải ngồi xuống ghế cấp miếng nước cho bớt mệt. Nhìn tờ giấy in hình đế cốc, khi gừng nghĩ tới gã thợ săn, cậu cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết dọa trẻ con, nhưng ông nội lại nói nó có thật, không chỉ hắn ta mà còn cả nai thần. Và ánh sáng của ngọn hải đăng vẫn luôn ngăn tên thợ săn tiếp cận làng. Hai ông cháu lên thắm đèn hải đăng, trèo lên đến trên đỉnh làm ông nội mệt bở hơi tai ho lấy ho, để làm khi gừng lo lắng đỡ lấy ông. Tuy là có thể hiện đại hóa mọi thứ để tiết kiệm được thời gian công sức, nhưng ông nội vẫn muốn tự thân leo dốc để thắp đèn. Cậu bé nói ông nội ngồi nghỉ một lát để mình đi dọn dẹp xung quanh, cậu không biết đó là lần cuối mình được nghe thấy giọng của ông. Cứ thế ông nội mất để lại hai bà cháu sống cùng nhau, ngày đưa tang trời mưa tầm mưa tã mưa như tát vào mặt, mọi người trong trấn cùng nhau tới hát tiễn biệt ông. Cha xứ muốn mọi người hãy nén nước mắt lại cùng nhau nhảy múa vì sự cống hiến của ông nội, thế là mọi người nhảy thật, họ cùng nhau nhảy điệu múa mà ông bà nội kia gần thích nhất. Ông nội vốn được mọi người trong trấn coi là vũ công huyền thoại, là người giúp cho thị trấn bình yên bao năm qua, và hy vọng Keegan sẽ như ông nội của mình. Cậu bé quay về nhà, ngắm nhìn lại những bức ảnh của ông, cầm chiếc mũ trên tay, cậu bé vẫn chưa tin lắm về truyền thuyết gã thợ săn nai thần, cậu cũng không muốn làm việc ở ngọn hải đăng. Đêm đó không có ông nội, Keegan cũng không ra thắp đèn nên ngọn hải đăng tối om, và thế là gã thợ săn hiện hồn thật. Sáng hôm sau, Keegan buồn bã đi bộ trên phố, ba anh em siêu quậy gặp cậu nên đã rủ Keegan chơi bóng với mình. Nhưng cậu bé chỉ nhẹ nhàng lướt qua đời nhau. Moza đứng trong nhà thấy cậu bé đi ngang qua đã chạy ra ôm lấy cậu an ủi, hẹn cậu trưa nay gặp ngoài thác nước. Cậu đi tới quán trả lại chiếc đĩa cho Mago, cô khuyên nhóc con hãy đi đâu đó cho bớt buồn, cho thoải mái, để chọc cậu bé cười. Cô còn lấy kẹo để lên mũi mà mãi chưa thấy khúc vui đâu. Thế là cô đã đưa Keegan đến cửa hàng kẹo dẻo mua một túi tặng cậu bé. Cầm túi kẹo trên tay, thanh niên mò ra bờ sông ngồi, kẹo còn chưa kịp bỏ vào mồm đã bị hai con ếch bố láo trôm mất túi kẹo nhảy đi mất. Có một viên bị rơi trên đất dính đầy cát, cậu nhặt nó lên rồi ném xuống sông. Chiếc nòng nọc ở bên dưới thấy nên đã đuổi theo viên kẹo trôi đi xa tít tắp. Hai vợ chồng nhà ếch đem đống kẹo quay về nhà cho đàn con, nhìn tới nhìn lui lại thiếu mất một đứa nên vội vã đi tìm. Trong lúc đó, Keegan trèo lên gốc cây lớn nằm xem chiếc video nhảy múa của ông bà, mà không để ý gió lớn đang thổi. Nó mạnh đến nỗi thổi bay chú cừu 80 mét va vào nhau, thanh niên này thì mải xem tới khi cây rung lắc cực mạnh làm cậu treo ngược cành cây. Nguyên con cừu đen bay tới bám vào tay cậu, đớp trúng cái tai nghe chẳng chịu nhả ra, thế là Keegan nhảy luôn lên lưng nó, ấy thế mà bị hất ngã lộn nhào. Đã thế còn cả đàn cừu trắng đang bị gió thổi tưng tưng về phía họ, Keegan nhảy lên lưng cừu chạy về phía bờ sông. Phanh hơi gấp làm Keegan bị văng suýt nữa là xuống dưới nước, may mà có cừu đen cắn chặt tai nghe. Nó kéo Keegan lên thì cảm ơn thật, nhưng lại nỡ lòng nào nuốt mất cái tai nghe còn để lại món quà sinh học, quà tặng từ thiên nhiên. May mà có Moza tới kịp kéo cậu lên, còn có cả con cừu được cô nhuộm thành cục bông tím lịm tìm xin nữa. Moza nhảy vài đường lên cây cầu, cô còn chơi trò giải câu đố với Keegan. Nhóc con vừa giải vừa cố giữ thăng bằng đi qua cầu, nhưng vì con cừu tím đuổi theo con bươm bướm va vào làm cậu rơi tự do xuống nước. Moza lướt ván gỗ tự chế trên bờ đuổi theo Keegan, nhưng không kịp, Keegan bị cuốn vào con thác, bám đuôi chú cá được nó kéo ngoi lên. Vừa mới kịp đứng dậy thì Moza lao tới đâm sầm vào ngã thêm cái nữa. Cậu định đi về nhưng Moza chưa muốn. Bên cạnh có một khu rừng sáng chói lóa nên Moza chạy vào đó, Keegan vội đuổi theo. Bằng một cách ảo ma Canada, cô nàng có thể nhảy múa trên mặt nước nhẹ nhàng, còn Keegan thì khó khăn dẫm trên đá. Không chỉ cậu mà còn có gia đình nhà ếch cũng bị lạc xuống đây há hốc mồm. Cô nàng nhảy hăng quá nhảy sang cả bờ bên kia luôn. Keegan ham hố nhảy theo ai dè lọt thỏm xuống nước, trời thì tối. Hai đứa nhóm lửa hong khô quần áo, điện thoại của Keegan uống no nước nên sập luôn. Cậu quay qua hỏi bí quyết lướt trên mặt nước của Moza thuộc môn phái nào, mà cô nàng đáp xanh dờn, ai biết gì đâu cứ múa là nó được thế. Moza kể cho cậu nghe về cánh rừng kỳ lạ này, lúc bà mất cô đã từng đến đây, cô còn thấy bà mình ở đây nữa cơ.
ảo ma Canada điện thoại của Keegan hết bị sập đoạn video của ông bà nhảy cùng nhau lại được phát, nhìn thấy nó Keegan chỉ muốn được gặp lại ông. Sáng hôm sau, Keegan được hai vợ chồng nhà ếch gọi dậy, ảo ma hai con ếch này còn biết xin lỗi vì đã lấy kẹo của cậu. Hai vợ chồng kể mình đem kẹo về cho đàn con, rồi nhận ra thiếu mất một đứa đến giờ vẫn chưa tìm lại được. Cậu còn tưởng mình hiểu tiếng ếch nhưng không phải, là nhờ giọng nói sau tảng đá dịch nhờ. Keegan lại gần phiến đá xem nó là ai thì ôi chú cha mạng ơi, hai chiếc nai thần dọa thanh niên suýt còn xón ra quần. Bà nai thì ngồi vắt vẻo, còn ông nai bị kẹt giữa hai tảng đá vì lỡ ăn nhiều quá cái bụng nó phình lên. Keegan còn tưởng mình nằm mơ, thế là mô ra táng cậu một phát, đột nhiên có một sự động đất, bà nai nhảy cẫng lên vì nó là dấu hiệu của một đàn nai đang trên đường đến đây. Một chiếc nai thần với bộ sừng hoành tá chẳng to ơi là, to ngóc lên dọa hai đứa nhỏ chạy mất dép trốn vào bụi, ai dè lại trốn lên bộ sừng của một chú nai khác. Chú ta đưa hai đứa đến chỗ đàn nai đang đứng nhảy cùng nhau, nhìn mà lóa hết cả mắt nào là, nhảy tango cha 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 Mona Lisa gì có hết. Anh nai đầu đàn Patrick tới bắt chuyện với hai cô cậu nhóc, có vẻ như chú ta quen Moza, cô đã kể cho Patrick nghe câu chuyện cuộc đời Keegan và muốn được anh giúp. Patrick đang giới thiệu bản thân thì đột nhiên dàn nai phía sau ngã rào, thì ra là bà nai nhảy không quen nên bị ngã. Keegan tiện mồm nói Moza dạy cho bà điệu nhảy của cô, Moza còn nhảy, cho họ xem làm cả đàn nai cười bò vì chẳng tin bà nai lại nhảy được. Bà nai cay cú năn nỉ cô bé chỉ mình vài đường, Patrick hỏi cậu bé về ông nội, cậu bé kể lại hăng say lắm tất tần tật về ông cho Patrick nghe. Ông ta đi về phía dòng sông, từ gạc của mình làm một chút phép rồi cùng cả đàn đi bộ bên dòng sông. Ông nai có hơi ghen tị vì bộ sừng của Patrick hoành tráng hơn của mình. Trong lúc đó gã thợ săn vừa mới đáp vào bờ, ông ta đặt bẫy ở chỗ có dấu chân nai để thực hiện phi vụ xấu xa của mình. Quay về chỗ Keegan, ông nào vẫn đang hăng say khẩu nghiệp nói xấu Patrick với hai đứa nhỏ. Patrick nghe thấy hết quay qua cãi. Đột nhiên có một thứ gì đó nâu lăn tới làm họ còn tưởng Patrick mới tạo ra món quà sinh học, hóa ra chỉ là quả bóng bị bám bùn thôi. Bên cạnh là một sân bóng của nai thần làm Keegan há hốc. Hai ông nai có một cú va gạc vào nhau vì bắt bóng xem mà thấy sang chấn hộ luôn. Patrick hỏi xem có ai muốn vào chơi thế họ hay không, đương nhiên là chối không kịp, ấy thế mà Patrick vẫn bắt ông nai và Keegan xuống sân. Mới đầu Keegan chẳng chịu, nhưng nghe Patrick nói ông nội mình từng là siêu sao sân cỏ, cậu đã cậu gậy vào trận. Nó khó ăn hơn cậu tưởng, chân Keegan ngắn chạy không lại mấy tên cao to đen hôi này, Patrick ngồi ở ghế khán giả không ngừng cổ vũ cậu. Nhắc tới ông nội một cái, Keegan như có thêm động lực không gì có thể cản bước ma gaming di chuyển bóng một phát bay vào khung thành, đội bạn đã không nổi luôn. Anh thủ môn bên đội xanh cay cú quá đá quả bóng đi mất hút cho bớt giận, thấy Keegan thắng, bà nai nhảy luôn điệu nhảy mới học cổ vũ tinh thần, mà lại mất thăng bằng ngã lộn cổ, đâm thẳng về phía nhà ếch. Hai vợ chồng vẫn đang buồn thiu vì chưa thấy thằng con, bà nai liền an ủi đừng lo vì thằng nhỏ đó có chân đâu mà chạy được xa, một lời an ủi ở hết sức ý nghĩa và nhân văn đến từ vị trí bà nai. Bên kia, Keegan chạy đi nhặt bóng, cậu trông thấy phía trước trong lớp sương mù có một lâu đài, tò mò nên đã đi tới xem thử, vào bên trong trên tường có rất nhiều hình vẽ. Keegan đang nhìn quanh không biết đây là đâu thì đột nhiên gã thợ săn đi ra giúp cậu trả lời những câu hỏi, đây là cầu nói giữa ánh sáng và bóng tối. Keegan sợ hãi dọa sẽ kêu lên thì hắn ta dọa ngược lại, tại vì cậu không chịu thắp đèn nên hắn mới vào được khu rừng. Hắn còn muốn cảm ơn cậu lại chẳng kịp, tên thợ săn dụ Keegan đến thế giới của mình, ở đó cậu sẽ có lại những thứ đã mất. May là Keegan nhớ tới lời ông dặn không được tin lời thợ săn, chẳng lừa được cậu hắn thổi tắt ngọn đèn rồi bỏ đi luôn. Hắn vừa đi thì đàn nai cũng tìm thấy Keegan thấy cậu hơi hoảng sợ nên họ hỏi thăm, mà Keegan tránh né, không nói cho họ nghe về tên thợ săn. Patrick kể đây là một ngọn hải đang thuộc về quá khứ, nếu cậu có thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình thì sẽ đuổi được cái ác đi. Patrick nói xong, cửa hang đột nhiên phát ra một thứ ánh sáng, người trông coi ánh sáng được truyền từ đời này sang đời khác, đương nhiên Keegan sẽ là người tiếp theo. Chỉ cho xem một chút thôi rồi Patrick đưa Keegan cùng mọi người rời khỏi đó. Anh đưa cậu ra biển, nơi có cánh cổng mà các linh hồn của quá khứ, hiện tại và tương lai đều phải đi qua. Keegan hỏi bác Nai gác cổng về ông nội. Bác Nai nhận ra ông nội cậu bé chính là người nhảy nhót khi đi qua cánh cổng. Moza dẫn cậu chảy tới mỏm đá nơi cô đã nhìn thấy bà nội. Sau đó cô lấy tay che mắt cậu lại, ấy thế mà cậu lại có thể nhìn thấy ông nội thật. Ông đứng trên cao dặn Keegan phải luôn thắp sáng ngọn hải đăng để ngăn tên thợ săn bắt Nai thần. Bất thình lình tên thợ săn xuất hiện giơ súng bắn một cái làm chiếc sừng của một chú nãi vỡ lanh tanh bành. Đàn nai bị dọa sợ chạy mất bóng, gã thợ săn liền đu dây đuổi theo, Keegan bị mất thăng bằng ngã về phía sau, may có Patrick đỡ. Hắn ta lùa đàn nai về chỗ mình đặt bẫy, tất cả đều vượt qua duy chỉ có mình ông nai là bị túm, Patrick vội quay lại cứu. Nhìn thấy cặp sừng của anh làm tên thợ săn chảy nước miếng, hắn ta chạy về phía Patrick bị anh lên gối mà hắn vẫn cứng đầu đứng dậy, hắn ta vẫn dùng bẫy buộc chân anh lại. Patrick dùng cặp rừng húc hắn bay đập thẳng vào hốc cây suýt, thì gãy mất đốt xương sống.
Keegan ham hố quay lại giúp, chưa đến khúc giúp đã bị thợ săn bắt được. Hắn ta muốn Patrick dùng cặp sừng để đổi Keegan, mục đích của hắn là ngăn cản dòng chảy của dòng sông nên phải lấy đi cặp sừng của Patrick, như thế mới có thể bóng tối hóa thế giới. Patrick hết cách, để cứu Keegan chấp nhận chịu trói, hắn ta treo Keegan lên cành cây bên cạnh, Patrick chấp thời tự cởi trói solo với hắn. Thế nhưng một tiếng súng nổ vang lên, Patrick bị bắn, tên thợ săn cắt lấy cặp sừng của anh chiếm ngọn hải đang khiến dòng sông trong thị trấn bị cạn nước. Lúc Keegan tỉnh lại sau cú ngã, Patrick đã nằm im trên đất, cặp sừng không còn nữa, đàn nai đem theo ngọn lửa đến để tiễn biệt anh. Bà nai đứng ra múa để họ cùng thả ngọn lửa lên trời, cơ thể Patrick phát sáng rồi tan vào không khí. Tiếng còi tàu kêu inh ỏi, Keegan vội chạy theo, bác nai gác cổng đã tranh thủ dặn cậu không được, để tên thợ săn đem cặp sừng rời khỏi đây, phải lấy lại cặp sừng thả xuống sông mới cứu được dòng chảy. Keegan đứng trên bờ dùng hết kỹ năng bắn bóng của mình, ném về phía chiếc bè của tên thợ săn, còn bác nai gác cổng dùng cây gậy của mình, nhờ đàn cá tác động bên dưới để chiếc bè của hắn quay lại. Keegan vẫn bắn bóng liên tục trúng ngay đầu khiến thợ săn ngã lăn, chờ bé lại gần cậu nhảy lên để lấy lại cặp sừng nhưng bị thợ săn bắt lấy. Keegan vừa luồn lách vừa tìm cách chạm tay tới cặp sừng nhưng không đến, thế là cậu nhờ đàn cá nâng bè lên, ấy thế mà có hiệu quả ngay, nhờ có lực đẩy, Keegan trèo lên được cặp sừng dùng dao cắt dây. Nhờ có thế mà cặp sừng được trả về với dòng sông, linh hồn của Patrick xuất hiện táng một cái làm gã thợ săn bay màu. Keegan nhờ có đàn cá được đưa về bờ, mặt trời ló lên, Keegan còn tìm được chú nòng nọc mất tích cho vợ chồng nhà ếch. Bỏ nhà đi bụi lâu quá nòng nọc cũng thành ếch luôn rồi, bác Nai gác cửa biết Keegan đã có thể đối mặt với nỗi sợ của mình, chiến thắng được nó. Bác Nai đưa Keegan quay về chỗ cô bé Moza, đưa muôn bé ếch báo con cho vợ chồng nhà ếch, Keegan háo hức thể hiện kỹ năng lướt trên mặt nước cho Moza xem. Hai đứa nắm tay nhau ca múa nhạc trên dòng sông, ông Nai đến tuổi dậy thì có được cặp sừng siêu khủng, siêu ưng ý, ông lên thay Patrick làm con đầu đàn. Chơi lâu như thế, Keegan muốn được về nhà thắp ngọn hải đăng trước khi trời tối, vì gã thợ săn có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Hai thanh niên lướt trên mặt nước quay về nhà, bé cừu tím vẫn luôn chờ họ ở cây cầu, Keegan và Moza quay về thị trấn. Trước khi chia tay còn hẹn nhau ở bữa tiệc của ngày thánh Patrick, ở vùng đất thần kỳ, hai đứa đi đã mấy ngày nhưng ở thị trấn nó là mấy tiếng trôi qua. Keegan quay lại chỗ Margot xin lại được làm DJ cho bữa tiệc, nhưng cô đã tìm được người thay thế. Có không giữ mất thì xin lại, sau cùng vị trí DJ vẫn là của cậu. Cậu đi ra mộ ông, bà nội đang ở đó, bà đã nói cho Keegan nghe, Nai chính là linh khí của ông nội. Quay về nhà, bà nội đang không biết tối có nên đi quẩy hội hay không vì chưa có bạn nhảy. Keegan chạy lên thắp đèn hải đăng trước. Cậu có thể nhìn thấy ông vẫn đang bên cạnh mình, cậu biết không có ông bên cạnh sẽ rất khó khăn nhưng Keegan vẫn sẽ làm được. Đến tối mọi người lên đồ xuống phố, Keegan lên nhạc để mọi người cùng nhau nhảy múa. Hội nhà ếch không quên tới góp vui, bà nội cũng đã quyết định tham gia bữa tiệc, họ cùng nhau quẩy sập sình đến hết đêm. Bộ phim đến đây là hết mất tiêu rồi, còn bây giờ thì đừng quên thả like, tặng chúng tớ một lượt đăng ký để chúng tớ có nhiều động lực hơn, mang những bộ phim hay ho tới các bạn nhé. Bây giờ thì hẹn gặp lại ở những chiếc anime sau.